chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Vĩnh Long nâng cao hiệu quả điều trị F0 tại nhà, thích thú phiên chợ Tết quê giữa lòng Đà Nẵng, độc đáo vườn rau khí canh trên hồ ở Lâm Đồng, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 được học trực tiếp từ ngày 8 tháng 2 ở những nơi cấp độ dịch 1, 2. Theo đó, học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 đi học trực tiếp, học sinh tiểu học và khối lớp 6 của cấp trung học cơ sở học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà, giáo viên chưa tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19 tại học trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Các trường không tổ chức bán trú, căng tin, ăn uống trong trường, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi một ngày. Việc mở cửa trường chỉ tổ chức ở các địa bàn mức độ dịch ở cấp độ 1, 2. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ sau Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, ngoài việc tiếp tục duy trì việc dạy và học trực tiếp với học sinh các khối từ lớp 7 đến 12, học sinh các khối lớp từ mầm non đến lớp 6 sẽ đến trường từ ngày 14 tháng 2 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người trông coi, nuôi dưỡng. Chương trình được thực hiện theo lộ trình sau. Từ ngày 7 tháng 2, các cơ sở giáo dục triển khai công tác chuẩn bị đón trẻ quay lại trường. Từ 10 tháng 2 đến 13 tháng 2, trường hợp phụ huynh, học sinh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tập huấn phòng chống dịch cho giáo viên, nhân viên. Từ 14 tháng 2, các trường bắt đầu đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trên tinh thần tự nguyện. Trường hợp phụ huynh chưa đồng thuận, từ lớp 1 đến lớp 6, học sinh tiếp tục học trên môi trường internet, truyền hình, sau bài học. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tiếp tục tham mưu điều chỉnh bộ tiêu chí an toàn trường học khi cần thiết, triển khai các hướng dẫn chuyên môn phù hợp với từng cấp học, linh hoạt theo cấp độ dịch. Nằm trong chương trình chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố dự kiến riêng khoản kinh phí 6 tỷ đồng để chăm lo Tết cho trẻ mồ côi vì COVID-19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2.200 trẻ mồ côi do dịch COVID-19, trong đó có 28 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 840 em mất mẹ và 1.253 em mất cha. Thành phố đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động để chăm lo Tết cho các em, như trao 1.500 phần quà cho trẻ em mồ côi do COVID-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp với các đơn vị tổ chức doanh nghiệp vận động nguồn lực chăm lo cho các em. Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh dành khoảng 6 tỷ đồng để chăm lo Tết cho trẻ em mồ côi do COVID-19. Tỉnh Vĩnh Long đang áp dụng phương án điều trị F0 tại nhà nhằm giảm áp lực cho các cơ sở điều trị COVID-19, tạo thuận lợi và tâm lý thoải mái cho người bệnh. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 26.000 bệnh nhân điều trị tại nhà, trong đó có hơn 70% trường hợp đã khỏi bệnh, số ca chuyển nặng được chuyển tuyến kịp thời. Phát huy phương châm 4 tại chỗ, tỉnh Vĩnh Long đã thành lập hơn 100 trạm y tế lưu động, phối hợp cùng 107 trạm y tế địa phương và các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng, thực hiện công tác tiếp nhận phân loại F0 đủ điều kiện để chăm sóc điều trị tại nhà. Việc theo dõi sức khỏe, hỗ trợ kịp thời của lực lượng y tế cơ sở đã giúp nhiều F0 khỏi bệnh, hạn chế tình trạng bệnh nặng phải chuyển lên tuyến trên. Nếu như ở nhà mà không có nhiều người thì ở nhà điều trị nó thoải mái rồi. Có gửi mua đồ ăn, đồ uống hay là thuốc xong rồi mua thêm gì á. Để thực hiện tốt công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà, ngành y tế Vĩnh Long đã tăng cường hỗ trợ các điều kiện cần thiết để y tế cơ sở làm nhiệm vụ, yêu cầu các địa phương thực hiện tốt công tác nhận định tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 26.000 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, qua đó có hơn 20.000 trường hợp khỏi bệnh. Nhờ thực hiện hiệu quả công tác phân tầng, nhận định đúng tình hình sức khỏe của người bệnh, nên đa số các trường hợp chuyển nặng được chuyển tuyến kịp thời. Khi mà được điều trị tại nhà thì chúng tôi thấy rằng là được sự đồng thuận của người dân rất là lớn. Thứ nhất là người dân yên tâm để mà điều trị bệnh, tâm lý cũng rất là thoải mái, được chăm sóc rồi các cái chế độ dinh dưỡng do người nhà hỗ trợ thì rất là tốt. Song song bên đó thì cũng được hỗ trợ các cái biện pháp khác, ví dụ như kết hợp Đông Tây Y. Hiện nay tỉnh Vĩnh Long đã nâng độ bao phủ vaccine, đồng thời khoảng 96% ca mắc COVID-19 là không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Việc triển khai điều trị F0 thể nhẹ tại nhà được xem là giải pháp phù hợp hướng đến việc thích ứng an toàn với dịch bệnh.
đã có hơn 800.000 lao động rút bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2021, tương đương với năm trước đó. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá đây là thực tế đáng lo ngại sau 2 năm liên tiếp chịu tác động của đại dịch. Để hạn chế tình trạng này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tích cực tuyên truyền, đề xuất chính sách trong quá trình sửa đổi luật bảo hiểm xã hội sắp tới để giữ chân lao động lại hệ thống an sinh. Cơ quan soạn thảo luật sửa đổi sẽ thiết kế chế độ hưu trí đa tầng để thu hút lao động tham gia, sửa điều kiện hưởng lương hưu, giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội từ 20 xuống còn 15 năm, tiến tới 10 năm để nhiều người tiếp cận chế độ hưu trí. Riêng năm 2020, lần đầu tiên chịu ảnh hưởng của dịch, có hơn 860.000 người chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng trên 6,6% so với năm 2019. Thời gian qua, Bưu điện tỉnh Hưng Yên tập trung phát triển trên 3 trụ cột chính: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông. Bưu điện tỉnh luôn xác định thông qua hệ thống mạng lưới rộng khắp, cung cấp những dịch vụ phổ cập tới mọi người dân, mọi nhà với sự gần gũi, thân thiện và độ tin cậy cao. Thời gian qua, Bưu điện tỉnh cũng triển khai nhiều dịch vụ mới như chi hộ bảo hiểm xã hội tỉnh, chi hộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chi trả các chế độ trợ cấp khác với số lượt chi trả gần 140.000 lượt đối tượng một tháng, thu một số loại thuế phí, thu hộ tiền điện, thu nộp hộ tiền phạt vi phạm giao thông và đặc biệt là phục vụ chuyển phát dịch vụ hành chính công. Trong năm 2021, Bưu điện tỉnh đã chuyển phát an toàn trên 770.000 thẻ căn cước công dân gắn chip, mở rộng tiếp nhận chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại 7 bưu điện, huyện, thị xã. Thực hiện lộ trình cải cách dịch vụ hành chính công giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trong điều kiện tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, năm 2021, Bưu điện tỉnh Hưng Yên thông qua sàn giao dịch điện tử hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản như nhãn lồng Hưng Yên, cam Hưng Yên, vải thiều Bắc Giang, na Lạng Sơn với số lượng gần 170 tấn nông sản. Sau 2 năm tự mày mò nghiên cứu, anh Phạm Thế Tuấn, sinh năm 1988, ngụ tại thôn 7, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đã thực hiện thành công mô hình trồng rau khí canh trên hồ cá cho thu nhập cao. Hiện hệ thống phun tưới thông minh vườn rau khí canh của anh Tuấn đã được đăng ký bản quyền với Cục Sở hữu trí tuệ. Nhân dịp đón xuân mới, mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình trồng rau khí canh độc đáo này. Vườn rau khí canh chỉ 120m² của anh Phạm Thế Tuấn ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm được thiết kế khá độc đáo. Bên trên là trồng rau, bên dưới là hồ nuôi cá. Tất cả khung sườn nhà kính đều được làm bằng gỗ tái chế, mái che ni lông. Sau được xếp vào các lỗ nhỏ trên ống nhựa, thân cây hướng ra ngoài đón ánh sáng để quang hợp. Vườn rau chạy hoàn toàn tự động theo lập trình sẵn, đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Quy trình vận hành của hệ thống là hoàn toàn tự động và theo một mô hình là khép kín. Dinh dưỡng sẽ pha vào bể chứa là có dinh dưỡng sẵn theo một tỷ lệ mà đã định sẵn. Sau đó một thời gian sẽ được lập trình sẵn thì máy sẽ phun lên ở các đỉnh máy ở dạng bét. Dinh dưỡng sẽ hòa tan với lại nước và không khí, mình sẽ hấp thụ được nhiều oxy thì cây sẽ được nước sẽ được rớt xuống, hơi nước rớt xuống thì cây sẽ rễ cây sẽ ra sẽ hấp thụ ở dạng nước. Cây hấp thụ hết bao nhiêu thì còn lại dư thì sẽ được đưa về đường ống hồi, đường ống hồi sẽ về lại bể chứa cũ như thế. Thì một trong mô hình này thì tỷ lệ hấp thụ nước tới 98% và tỷ lệ phân hấp thụ phân cũng phải 7-98%. Vườn rau khí canh của anh Tuấn với hơn 10 giống rau các loại được trồng và chăm sóc theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí, vườn rau của gia đình anh Tuấn cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Hiện vườn rau khí canh này đang cung cấp sản phẩm sạch cho người dân trong vùng và một số địa phương lân cận. Không chỉ trồng rau khí canh mang lại nguồn thu nhập cao, bên dưới hồ là nuôi cá khiến người tham quan rất thích thú. Tôi cho rằng nếu mà cái mô hình này mà được nhân rộng rãi, thì nó sẽ góp phần cung cấp một cái lượng rau sạch ra thị trường, mà đặc biệt là bảo đảm được sức khỏe cho người dân. Qua đây thì về phía chính quyền địa phương, tôi cũng sẽ cung cấp cho nông dân thông qua cái mô hình này. Nếu anh nào có cái nhu cầu hoặc là có ý tưởng thì sẽ học và để nhân rộng trên địa bàn xã. Mùa xuân mới đang về, mang đến cho mọi người bao điều mới mẻ và khát vọng. Thông qua mô hình sản xuất rau khí canh trên hồ cá của anh Phạm Thế Tuấn, càng khẳng định rằng bằng ý chí và nghị lực luôn sáng tạo trong lao động sản xuất thì sẽ cán đích thành công.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.